Thì quý anh chị của chủ sở hữu ngay một chiếc xe Dagushmatic sản xuất đời 2004, đăng ký 5 chỗ ngồi, số sàn tay lái trợ lực. Và bây giờ mời tất cả các chú anh chị cùng theo em review về chiếc xe 35 triệu đồng này, coi em nó có những gì. Lời nói đầu tiên em cũng gửi một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng và thân yêu nhất tới tất cả các anh chị, cô chú cùng các bạn vào clip này. Chúc cho đài gia đình yêu thương của em có một ngày làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực và cũng như trong cuộc sống nhé. Chiếc xe màn hình của mình thì anh chị thấy một con xe màu đỏ nhìn rất là xinh xắn, rất là sành sỏi anh chị ha, nước sơn màu đỏ nhìn rất là ok. Đăng kiểm thì còn tới tháng 3 năm 2024. Đăng kiểm thì năm sau chúng mình mới gặp lại nhau nha anh chị nha. Với số tiền chỉ có 35 triệu đồng thôi thì anh chị sở hữu ngay một chiếc xe Dagushmatic sản xuất đời 2004. Dung tích xi lanh là 0.8 thì con xe này ăn xăng coi như là 6-7 lít xăng trên 100 cây số, đồng sơn xi, nội thất rất là sạch sẽ. Quý anh chị lấy về chỉ việc đổ xăng và lăn bánh và tập chạy tập lái, che nắng che mưa, chạy vòng vòng ha. Nước sơn bên ngoài thì em nó rất là sạch sẽ anh chị ha. 35 triệu đồng thì anh chị sẽ sở hữu ngay con xe này. Nội thất ở bên trong của em nó thì chiếc xe màn hình quý anh chị thấy, đây nội thất rất khá là ok, sạch sẽ thôi. Nó không đẹp lộng lẫy, nó không len keng, nó không len beng như chiếc xe 360 triệu đồng. Con xe này chỉ với là số tiền là 35 triệu đồng mà thôi. Đây anh chị thấy không? Tắp bi tắp lô theo năm tháng, em nó cũ một quách nát xấu xấu bẩn bẩn nhưng vẫn còn xài được nha anh chị nha. Cửa nẻo đóng rất là khít ha. Đây, tắp bi tắp lô vậy ha. Nó không lộng lẫy, nó không len keng. Đây, 35 triệu thôi thì anh chị sở hữu ngay một con xe rất là sạch sẽ. Đây, được một cái là em nó là chạy là siêu tiết kiệm xăng. Vỏ bánh của em nó thì cũng còn được coi như là 50-60%. Em nó sở hữu một cặp ga lăng đúc cũng nhìn rất là xịn sò và xinh xắn và đẹp anh chị ha. Đó, một form dáng rất là nhỏ, rất là gọn, thích hợp cho anh chị chạy hẻm hóc, chạy vòng vòng, thay thế một chiếc xe Honda mình là che nắng che mưa hơn chị ha. Đây, tắp bi tắp lô nè, theo năm tháng thì em nó cũng xấu xấu bẩn bẩn, nói chung là chấp nhận được anh chị ha, nói chung sạch sẽ thôi. Còn em nó len keng len sờ beng thì không thể len keng được. Xe này thì máy móc em bảo kê anh chị luôn, anh chị khỏi phải suy nghĩ, máy thì ok hết, lạnh lẽo có. Xe thì số sàn 5 cấp nha anh chị nha. Đây, đây, tay lái trợ lực cực kỳ nhẹ, số sàn côn số nhẹ nhàng, máy lạnh ok, bàn thờ bàn thiết đồ rất là sạch sẽ, trần thì trần da. Đây, máy đèn, nói chung là con xe này mọi chức năng thì đang hoạt động rất là ngon lành cành đà. Anh chị lấy về là việc đổ xăng mà chạy thôi, không phải làm gì cả. Đây, quay cái máy cho anh chị xem, máy nổ rất là tí tách, rất là êm ái luôn. Đây, hiện tại thì máy đang nổ nha anh chị. Đây, máy rất khô ráo và sạch sẽ anh chị thấy không? Đó, máy móc ngon lành cành đào không? Hơi hám là bảo kê anh chị luôn nha, không có hơi hám gì hết á. Ok chưa? Đó, ngon lành cành đào, khô ráo sạch sẽ. Với một số tiền chỉ có 35 triệu đồng thôi thì anh chị sở hữu ngay con xe Dagushmatic sản xuất đời 2004, form dáng màu đỏ nhìn rất là xinh xắn, rất là xịn sò. Anh chị nào thiện chí chiếc xe này với số tiền 35 triệu đồng thì xin lòng liên hệ với em ha. Đây là dàn xe của em nó. Đây, gầm bè anh chị thấy không? Khá là ok luôn, rất đẹp. Đó, đó anh chị nào thiện chí thì chị vô lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0 9 8 22 220 để em hỗ trợ và tư vấn thêm nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau.